Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. KS1 Bluetooth là cây pino điện vô cùng đặc biệt, hiện đang được rất nhiều khách hàng mong chờ khi mới xuất hiện và được cho rằng sẽ thay thế chính KS1 trong phân khúc pino tầm trung hiện nay. Hôm nay mọi người hãy theo chân team đem KS1 Bluetooth cho khách hàng tại Bình Tân. Ngay lúc này đây, team đang có mặt tại Bình Tân. Thời tiết lúc này vô cùng mát mẻ, trời trong xanh, mây trắng trôi nhẹ nhẹ, xe cộ qua lại đông đúc nhưng không xuất hiện tình trạng kẹt xe. Tới chung cư rồi, cảm xúc của team lúc này thật là háo hức. Đang có khối lượng nhẹ nên dễ dàng di chuyển chỉ với hai bạn nhân viên. Sân vườn của chung cư tràn ngập màu xanh của cây cỏ, đem lại cảm giác thoải mái và không khí trong lành. Đàn đã được mang đến sảnh, tiếp tục theo dõi nhé các bạn. Cảm ơn chị khách rất nhiều vì đã nhiệt tình mang phụ đồ nghề của team. Bước vào trong sảnh là khoảng không gian rộng, đàn đang được nhân viên chậm chậm mang vào thang máy một cách cẩn thận. Đây là hành lang chung cư và cũng là tầng 8, tìm nhà của chị khách thôi. Nào, mang đàn thế một đoạn để vào nhà khách nhé. Cây đàn chỉ 39kg nên dễ dàng di chuyển với hai bạn. Đến nhà chị rồi, cùng mình mang đàn vào trong nhé. Bắt đầu lắp đàn thôi. Trong thùng sẽ gồm thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn và ốc lắp đàn. Quà tặng hấp dẫn chính là ghế piano cao cấp với giá chỉ 12 triệu. Thì KS1 Bluetooth có gì hiện đại? Tìm hiểu nhé. Đàn có 88 phím, trang bị 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, đa âm 128 polyphony và 20 âm sắc, đem đến sự vượt trội về âm thanh và giai điệu. Cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng dễ dàng, hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Nhiều chức năng phổ biến trên piano từ nhạc kết men như metronome, đếm nhịp, split mode, chia bàn phím, Trinova, trộn tiếng và transpose, tăng giảm tông, kết nối nhiều cổng âm thanh chất lượng và kết nối không dây qua các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp phải dùng khi chơi đàn. Đàn sở hữu 3 màu cho các bạn lựa chọn là trắng, đen và nâu gỗ. Chế độ bảo hành vô cùng hấp dẫn với bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. KS1 Bluetooth đã được lắp ráp xong, cùng anh bóc siêu và test đàn nhé. Sau đó bạn nhân viên đã hướng dẫn cho anh chị các chức năng trên đàn. Khi muốn có một nhạc cụ chơi piano chất lượng thì bạn hãy chọn ngay cho mình một cây piano điện tại Minh Phụng Music để đội ngũ nhân viên đem đến cho bạn và gia đình những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip hay sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.